Xin chào các bạn, mình là Lisa. Đây là clip thứ 5 hướng dẫn làm game 2D bằng Unity 5. Ở clip trước chúng ta đã tạo ra được một cái class gọi là Moving Class. Cụ thể ở đây, ở clip này chúng ta sẽ bắt đầu đi làm những phần khác. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu mình sẽ nhắc các bạn là nếu như các bạn vẫn chưa có folder Rosset hoặc các bạn đang tạo lại folder Rosset thì các bạn chỉ cần tải cái Unity Package clip số 4. Trong clip này mình đã export tất cả, gọi là full export chứ không giống như những cái trên ba cái trên này, thì các bạn chỉ cần tải cái này về import vào trong một cái Rosset hoàn toàn mới thì các bạn đã có thể có được ngay cái kết quả làm việc từ clip 4 mà không bị mất gì hết. Mình xin lưu ý là nếu các bạn import tạo một project mới thì các bạn cần phải tạo lại, thứ nhất là cái start này, thì cái tag này có thể sẽ bị mất. Thì nếu bị mất, các bạn thêm lại như sau: các bạn vào trong chỗ bấm một object bất kỳ, các bạn vào chữ cái start ở đây và các bạn sổ ra ba cái này. Thì ở trên web này mình có để những cái này ở đây: food exit enemy, các bạn có thể food exit enemy và soda. Tiếp theo là cái layer, chúng ta cần một cái gọi là blocking layer. Đây, bạn add tất cả cái này. Đối với shopping layer, các bạn cần thứ nhất là cái này là layer nhé, à dưới này shopping layer thì các bạn dùng cái chỗ này, thêm hai cái nữa, ba cái nữa rồi. Item unit đấy. Rồi khi các bạn có những cái này rồi thì các bạn cần phải chỉnh lại cái refab chỗ này. Lưu ý đây là cách cho các bạn mới tạo rosette mới nha các bạn. Nếu các bạn đang vẫn có rosette từ clip trước, các bạn không cần phải làm những bước này. Đối với cái enemy và player, các bạn cho nó là unit. Đối với world thì tất cả những cái world các bạn cho nó shop player là item. Đối với item thì đương nhiên nó sẽ là item. Floor thì nó sẽ là layer floor. Thì các bạn phải làm những cái này thì khi các bạn bấm play ra thì nó mới render đúng được cái thứ tự như vậy, hay không thì nó sẽ không render ra đủ được hình ảnh, bởi vì hình ảnh bị chồng lắp lên nhau. Rồi chúng ta quay trở lại với bài. Ở clip trước chúng ta đã tạo ra được cái tạo ra được cái moving object này. Thì moving object này mình xin nhắc lại là dùng để cho nhân vật có khả năng di chuyển, tương tác được với vật thể ở trên đường. Cụ thể như là đối với nhân vật thì chúng ta sẽ tương tác với bức tường, còn đối với enemy thì chúng ta sẽ tương tác được với nhân vật của chúng ta, tức là tấn công đấy. Rồi như vậy thì hôm nay mình sẽ làm thêm một script nữa, tức là để tương tác được thì các bạn theo mô tả ở đây thì chúng ta phải tương tác dựa trên cái component của vật thể đó. Tức là nếu như bức tường thì nó phải có một cái component riêng của nó, tức là mình đặt là component world. Thì để tạo ra component world này thì mình sẽ tạo ra một cái script mới ở đây gọi là world. Thì trong lớp này mình sẽ định nghĩa cái world để cho moving object có thể nhận dạng được. Định nghĩa thế nào, chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Các bạn bấm click tôi vào cái world này, nó sẽ mở ra. Thì đây là class mono behavior thì không cần chỉnh gì thêm. Rồi một bức tường thì bản thân nó đã có cái sprite, cái hình ảnh đấy. Đây, bản thân nó đã có hình ảnh sẵn rồi, nhưng mà chúng ta khi bị tấn công thì nó phải có một cái hình ảnh mới thể hiện cái sự bị phá hủy. Chúng ta sẽ tạo một cái sprite mới để mà chứa cái này. Nó sẽ là tam sprite. Rồi thì một bức tường chúng ta không thể đánh một lần và nó biến mất ngay, mà chúng ta nó sẽ có máu, tức là độ cứng của bức tường đấy. Thì mình sẽ đặt nó là int php bằng 4 nhé, bằng 4 giờ. Ok rồi.
Chúng ta cần một cái liên kết tới cái renderer, bởi vì các bạn cần phải thay đổi cái sprite nữa, mà cần phải liên kết tới lại cái đây mình nói là cái này nhé. Chúng ta đang có bức tường ở đây đúng không? Đây thì đây là tấm ảnh của bức tường, các bạn thấy đây là tấm ảnh của bức tường, thì chúng ta cần liên kết tới cái chỗ component sprite sprite này, sprite render này, để chúng ta thay đổi ảnh của nó, nên chúng ta tạo một reference tới tới sprite render đây bằng đây, mình copy luôn cho lẹ. Rồi thì đầu tiên vô, tuy nhiên chúng ta phải liên kết tới cái này bằng yes component sprite render. Rồi đây là hàm cái này nên là quét nhé, quét nó sẽ bảo đảm bảo hơn là star, vì quét nó trước cả star nữa. Rồi chúng ta không cần update vì hàm này là hàm bị động, không có liên tục cả. Rồi chúng ta làm cái hàm tiếp theo là để cho nhân vật đánh vào bức tường, thì sẽ gọi cái này rồi đam vừa, thì đánh bao nhiêu là sẽ là lực 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 đánh ở chỗ này mất bao nhiêu hết tiền mỗi lần đánh. Sau đó chúng ta sẽ render chấm sprite, đây là cái ảnh hiện tại của bức tường, ta sẽ thay nó bằng cái ảnh mới, ảnh mới đây. SB sẽ trừ bằng lot 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 if HP nhỏ hơn hoặc bằng 0, tức là cái bức tường này hết máu ấy, mình sẽ lại cho nó nhỏ hơn 1 nhé. Object bản thân cái object này sẽ là game object, đây là cái này tương đương với lại cái dist ở trong cái mấy cái dist cái dist ở trong mấy cái class đấy nhé. Active bằng fail thì chúng ta sẽ không destroy bức tường mà là chúng ta set active nó, tắt nó đi. Rồi vậy là ổn với bức tường, các bạn cứ bây giờ chúng ta sẽ gắn cái bức tường này vào trong những cái world của chúng ta, bằng cách thứ nhất là các bạn trong cái tất cả cái world này thì ở đây chúng ta có 8 loại world dưới này, 3 cái outer world thì chúng ta không tương tác được nên chúng ta không cần làm gì với nó cả. Các bạn chọn 8 cái loại world này, sau đó các bạn add component, anh xem có add ở trong này không, world không có. Ok, vậy thì các bạn sẽ dùng cách kéo thả nhé các bạn. Khi các bạn chọn 8 loại word này, các bạn có cái dấu ổ khóa trên này, các bạn click vào ổ khóa đây. Sau đó các bạn qua bên script, các bạn cầm bức tường, bạn kéo vô trong đây thì chúng ta sẽ có ngay là 8 loại word. Sau khi kéo xong các bạn mở khóa ngay nhé, để tránh bị lỗi. Nó không cho. Chán nhỉ. Thế mình xem script. Đây có strip word ở đây thì chúng ta dùng cái feature này nhé, component strip as word. Ok, vậy thì 8 bức tường đều có word hết rồi, hãy dùng cái component add phía trên nhé. Rồi thì cái sprite render này thì nó sẽ tự động add vào khi chúng ta play, các bạn có thể thử nhé. Play thì word này, word 1, word 2 thì bạn thấy nó tự động nó kết nối với lại cái sprite render. Tuy nhiên cái DAM sprite này chúng ta cần phải chọn. Thì nếu như các bạn chọn cái 1 đến 8 thì đúng thứ tự ở trong cái chỗ này, thì phía dưới này nó có một cái, mình kéo nó rộng rộng các bạn dễ nhìn nhé. Đây thì phía dưới này nó có 8 cái sprite tương ứng với lại 8 bức tường sau khi bị tiêu hủy. Thì chúng ta sẽ lần lượt add vào nhé. Này add thủ công hay không cách nào khác, các bạn add cái này vào. Nhất là cái này ta add cái số 1, add cái số 2, 9, 10, ok, add cái số 3, add cái số 4, add cái số 5, 1, 2, 3, 4, 5, cái số 6 là sọ người gì đây, 1 2 3 4 5 6 7 là chỉ có 7 cái thôi. Ok, nào các bạn đi kỹ cho này. Cái cục đá này
Ok, vậy chúng ta thiếu mất cái sprite của cái vỏ xe. Ở đây thiếu nhỉ. 1 2 3 4 5 6 7 8. Vậy là chúng ta thiếu mất cái sprite của cái vỏ xe rồi, bởi vì cái này cái V6 này. Vậy mình sẽ chọn đại một cái sprite nào đấy cũng được. Ra thay đổi thôi, chúng không cần. Đây mình chọn lại cái sprite này, cái này bức tường. Ok thì một lát nữa trong lúc mình test thì này rất là khó test thôi, không sao, cái này mình sẽ tạm bỏ qua bởi vì nó cũng không ảnh hưởng lớn lắm, là thay hình ảnh thôi. Rồi vậy thì các bạn đã có được cái world này đã bị attack vào và thay đổi thì mình xem nhé. Ok tạm thế. Rồi mình đăng ký mình sẽ làm những hành gì bất, tuy nhiên mình phải theo cái follow của xem nào. Rồi chúng ta đã có được bức tường, chúng ta đã có được cái script giúp cho nhân vật chúng ta tương tác được với bức tường và di chuyển. Thì nói về di chuyển thì đấy là một cái animation và nhân vật của chúng ta đã có cái animation controller ở đây rồi, tuy nhiên chúng ta vẫn chưa làm việc với cái này từ lúc tạo ra nó đến bây giờ. Nên chúng ta sẽ đi vào tạo nó. Thì trong cái animator controller này chúng ta đã có kéo vào đây hai cái animation, thì chúng ta sẽ làm việc với nó ngay bây giờ. Các bạn cứ sắp xếp cái giao diện này cho nó gọn nhé. Rồi rồi ok đây. Đối với hai cái animation này mình có một thay đổi nhỏ một tí, là muốn đặt tên cái này giống như Unity ở hướng dẫn luôn nhé. Thì thay vì player attack thì ở đây mình sẽ chỉ đặt là player chop. Rồi để chuyển từ trạng thái idle sang ok đây giờ chop animation của mình tới cảnh đó. Không vấn đề gì rồi. Animation của mình nó sẽ là nó hơi chướng mắt, bạn đợi mình đổi tên cái thằng này nhé. Xem nào, object animation layer attack, mình sẽ đổi tên là attack job cho nó giống Unity luôn để tránh phiền phức sau này. Rồi chúng ta sẽ qua bên đây, click vào đây job đây. Ok nó cũng tự đổi cho mình luôn rồi. Để chuyển từ trạng thái idle sang layer hit hoặc là layer job thì chúng ta cần hai cái trigger. Thì nếu như các bạn đã làm việc qua với animator rồi thì các bạn sẽ biết được là có hai dạng ở đây, đó là boolean và trigger. Hai cái này gần giống nhau, thì nó khác nhau ở chỗ nào? Thì đối với boolean nó sẽ giữ nguyên trạng thái, tức là nếu nó true, nếu như vì lý do nào đó code Unity set cho nó true thì nó sẽ true mãi mãi, hoặc set cho nó fail thì nó sẽ fail mãi mãi. Tuy nhiên đối với cái trigger thì nó khác một tí, là thật ra nó cũng là dạng boolean thôi, nhưng mà nó rất là nhanh, là ví dụ như nó đang là nó luôn luôn là fail, trạng thái của nó luôn luôn là fail, tức là luôn luôn unchecked. Thì khi mà code Unity á, set true cho nó một lần á, thì nó sẽ true rất là nhanh, tức là khi nó true xong thì nó sẽ trở về lại fail ngay. Thì Unity sẽ sau khi xử lý cái sau khi nhận dạng được rằng là cái trigger này đã true rồi, nó sẽ set về fail ngay. Thì đây là cái mà chúng ta cần để mà làm cái animation cho này. Thực ra bạn dùng boolean hay trigger là đều được cả, tùy theo cái giải thuật của bạn ở trong code. Thì ở đây Unity sử dụng cái trigger thì chúng ta cũng sử dụng trigger luôn. Thứ nhất là player hit. Đây chúng ta có hai animation tương tự nhau nên chúng ta cần sau khi ta cần cái thêm cái trigger nữa là player chop. Rồi thì để chuyển từ trạng thái idle sang player hit thì chúng ta cần sử dụng cái player hit này. Đây ok đúng rồi. Thì mình sẽ lý thêm là từ trạng thái, tức là nhân vật đang đứng như vậy thì bản thân nó cũng có cái animation đứng, và một animation nó có một cái thời gian hoạt động của nó. Thì đang đứng như vậy, bất kỳ khi nào mà chúng ta ra lệnh đánh á, thì nhân vật phải đánh ngay. Cho nên là chúng ta uncheck cái has time exit này đi, để cho nó không có phải lúc nào nó cũng có thể đánh, tức là nó không phải không đợi cái time của cái animation kết thúc rồi nó mới đánh. Chúng ta phải uncheck cái này đi. Cái này là sẽ là đột ngột ngắt cái animation. Và nếu chúng ta uncheck cái này nó sẽ đột ngột ngắt animation. Rồi
Thêm nữa là đây là game 2D, cho nên là thường thường hầu hết tất cả các game 2D ta đều không dùng cái transition delay duration, tức là không có sự chuyển tiếp giữa hai animation, bởi vì cái animation này nó không không thể chuyển tiếp được. Rồi ngược lại thì sau khi hit rồi thì nó phải trở lại trạng thái idle ngay, đánh một cái rồi trở lại ngay. Thì như vậy thì cái trở lại này nó phụ thuộc vào chúng ta có diễn xong cái hành động đánh hay chưa, thì cái hành động đóng cái hành động sorry các bạn, cái hành động đánh ở đây nó chỉ kéo dài khoảng 1 giây, và chúng ta cũng không có xài transition duration không. Thì chúng ta phải có exit time, bởi vì diễn xong 1 giây rồi mới chuyển sang idle lại. Đấy là cái rule của hit này, vậy chúng ta đã có được cái transition của hai cái này. Tương tự như vậy chúng ta sẽ chuyển sang cái job. Job y chang như vậy thôi các bạn, thay vì chọn hit thì các bạn chọn job, cũng không có transition duration, cũng không có exit time, cho nên là các bạn hết exit time rồi. Trạng thái ngược lại cũng tương tự như vậy, các bạn không cần chọn cái này, các bạn chọn cái này là transition không, cái này là một, ta có exit time. Như vậy các bạn đã setup thành công được cái như vậy là các bạn đã setup thành công được cái animation trong cái animator của player. Ta có thể test ngay ở đây luôn. Các bạn thử để mình xem thử nào đây lại. Đây, ok, mình sẽ play thử. Rồi, ta thấy đây là không có lỗi gì các bạn. Khi các bạn bấm play, các bạn bấm vào object player thì các bạn sẽ thấy được là cái timeline của cái animator nó điều khiển những cái animation. Đây, thì các bạn ví dụ như các bạn đánh đi, các bạn bấm chữ hit. Đấy, tự động các bạn thấy nhìn thấy ngay là nó chạy cái play hit này trong thời gian rất là ngắn, xong nó quay lại. Các bạn nhìn bên cái nhân vật có thể thấy nó diễn. Đấy, các bạn có thể test như vậy. Các bạn có thể test ngay ở trong cái project của các bạn để xem nó đang diễn. Các bạn thấy cái player idle này khi đang chạy nó sẽ bị ngưng ngay lập tức đấy không? Đấy, đó là do chúng ta check vào cái head asset time đấy, cho nên là nó sẽ ngưng ngưng ngay tức thì. Đấy, do chúng ta check như thế này. Đây là cái nhiệm vụ của nó. Rồi, chúng ta đã có cái animation của player rồi, thì mình nghĩ các bạn đã hiểu cái này, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ làm luôn cho cái bọn enemy nhé. Enemy nó cũng tương tự như vậy, tuy nhiên nó chỉ có hai trạng thái, đó là idle và attack. Và theo rule thì bọn enemy này sẽ không bị tấn công. Đấy. Thì chuyển qua chuyển lại cái này nó cũng tương tự như vậy. Chúng ta cần thêm một cái trigger. Để mình xem trigger này tên gì nhé. Chúng ta cũng tạo một cái trigger tương tự như vậy, đặt là enemy attack. Rồi, nó cũng giống bên kia thôi, ta cứ thong thả mà tích vào. Nó cũng sẽ không có exit time, cũng không có transition duration. Và ngược lại thì nó sẽ dùng cái time, cái này sẽ không nhé. Và time exit nó là một nhé. Đấy, thì để test cái này các bạn cũng tương tự như vậy các bạn. Mình kéo nhỏ lại cho các bạn dễ nhìn. Rồi, di chuyển trong này chắc các bạn đã biết cách di chuyển đúng không? Chúng ta di chuyển như mình đang di chuyển màn hình đây bằng cách là nhấn vào cái mouse ba, nhấn vào mouse ba tức là nhấn vào cái cuộn chuột đấy, bạn có thể di chuyển được như vậy. Rồi, bạn cứ play thử. Thì ở đây các bạn có thể chọn một con enemy nào đó, ví dụ như con số 1 này. Xong rồi các bạn thấy idol đang chạy, bạn bấm set trigger. Đấy là con này nhé, bạn thấy nó đã tắt mà. Đấy, đấy vậy thôi, không khó đúng không? Rồi, chúng ta đã có được cái animator cho player và enemy. Thì tiếp theo chúng ta sẽ viết script cho nhân vật, script để điều khiển nhân vật đấy, chúng ta sẽ làm cho nhân vật di chuyển được. Thì script nhân vật chúng ta sẽ đặt tên cho nó là player. Ok, click đôi vào đây. Rồi, cái player này nó sẽ thừa kế chỗ này là cái chỗ thừa kế nhé. Nó sẽ thừa kế cái moving object, bởi vì chúng ta muốn là tất cả những hoạt động trong cái player này nó phải được thừa hưởng từ cái moving object ở đây. Bây giờ chúng ta tạo nên từ ban đầu. Tuy nhiên trước khi làm việc với lại cái player này, mình cần chỉnh một số cái thông số ở trong game manager để cho player có thể có một số thông số trong game manager cần. Thì đây thế này, thứ nhất là chúng ta game rule của chúng ta là nhân vật nó sẽ có một cái đống thức ăn,
thì ống thức ăn đấy nó sẽ được lưu ở trong cái trong cái game manager, có thể là ở đây. Bởi vì sao game thì các bạn gửi sao cái kế hoạch đó là chúng ta sẽ đối với những game khác đó, khi chuyển từ level 1 sang level 2 đó, là chúng ta chuyển cái scene. Tuy nhiên đối với game này chúng ta thiết kế rằng là chỉ có một scene thôi, và khi chuyển level thực chất là chúng ta xóa đi tất cả những cái hình ảnh sprite trên màn hình, chúng ta tạo nó lại bằng hàm bằng cái hàm mà chúng ta đã tạo ở phía trước ở bài trước, đó là cái bold stop ở đây. Đây là cách chúng ta sẽ clear hết tất cả cái hình trên màn hình, sau đó chúng ta setup cái scene lại và truyền cái level vào, nó sẽ tạo ra cái level đấy. Vậy đồng nghĩa rằng là chúng ta chỉ cần tăng cái số từ số 1 lên số 2, chúng ta reload lại cái scene, chính cái scene đấy, thì tự động nó sẽ được gọi ra cái này. Tuy nhiên cái việc reload scene như vậy, các bạn nên biết là chúng ta sẽ bị mất layer, vì khi mà reload level đó thì tất cả những object ở trong cái scene đấy sẽ bị reset lại. Cho nên chúng ta cần tìm một phương thức để lưu cái đống thức ăn của chúng ta lại khi chúng ta chuyển dòng. Đấy, ví dụ như ở vòng 1 chúng ta ăn được 100 thức ăn, khi chuyển vào vòng 2 thì có 100 thức ăn này vẫn phải còn, nó không mất đi. Chỉ là chúng ta cần phải tìm một chỗ để lưu cái thức ăn này lại. Đó là ở trong đây bằng 100. Thì đây sẽ là 100 thức ăn mặc định ban đầu nhé. Ví dụ như ăn được 110 thì qua dòng số 2 cũng phải lưu được 110. Thì mình có nói là khi reload lại cái scene thì cái đống thức ăn, cái tất cả những nhân vật chúng ta sẽ biến mất, bao gồm cả cái game manager. Đấy, như vậy thì để thức ăn ở đây nó cũng sẽ biến mất thôi, chả có lợi ích gì thêm. Chính vì vậy các bạn cần phải thêm một cái hàm nữa ở quét. Ở trong một quét các bạn phải gọi một cái hàm gọi là don't destroy on load, không hủy cái nào game object, chính là chính bản thân cái game manager này. Thì cái hàm này sẽ đảm bảo rằng khi các bạn reload scene, khi các bạn reload scene thì cái object này sẽ không bị cái object này sẽ không bị tiêu hủy. Như các bạn thấy ở chỗ này mình sẽ có lỗi, mình chạy thử cho các bạn nhé. Ok, cái này mình tạm xóa đi nhé. Để mình muốn giải thích cho các bạn về cái rất là khó, vì theo cách khu như thế chúng ta không thể đi rất là khó thì bất cái này. Ok thôi, tạm các bạn cứ hiểu tạm như mình là có cái hàm này thì cái game object manager đấy nó sẽ không bị tiêu hủy mỗi khi chúng ta reload lại cái scene. Và reload lại cái scene là chúng ta dùng cái hàm application chấm load level. Đây chúng ta sẽ dùng hàm này để reload lại, và khi hàm này được gọi mà chúng ta không có cái phương thức này ở đây thì cái object game manager sẽ bị tiêu hủy. Đấy, đồng nghĩa với lại cái foot này nó cũng bị tiêu hủy luôn, hoặc là nó bị reset về 100 và chúng ta không lưu được. Thì có cái này ở đây nó sẽ lưu được cái này rồi. Thêm một cái nữa là chúng ta trong khi di chuyển đó, sẽ có hai lần di chuyển. Thứ nhất là lần di chuyển của player và lần di chuyển của enemy. Chúng ta cần một cái biến để phân định cái chuyện đấy, khi nào là enemy di chuyển và khi nào là player di chuyển. Chúng ta sẽ có một cái biến là player thân bằng true, mặc định là player đi trước. Thì sau khi player đi xong thì cái này set bằng fail, sau đó đến enemy đi, bọn enemy đi hết xong rồi thì nó set player turn bằng true, lúc đó player có thể đi tiếp. Đấy. Ok. Rồi, cái này mình xếp bên đây cho nó giống UT để khỏi nhầm nha. Các bạn sau này xem cũng sẽ dễ hơn. Rồi chúng ta có tất cả cái này và cần thêm một hàm nữa, đó là xử lý lúc mà game over. Thì do cái foot của chúng ta nằm ở đây nên là cái game over cũng sẽ cần nằm ở đây luôn. Thì khi mà game over chúng ta sẽ public void game over. Và thực ra cái khi game over chúng ta không destroy cái game manager mà chúng ta chỉ cần tắt nó đi thôi, bởi vì như mình nói mình cần tắt nó đi để bảo toàn cái bảo toàn cái foot của nhân vật qua dòng mới. Đây, rồi đơn giản như vậy thôi. Ok, mình nghĩ chắc là hôm nay chúng ta sẽ tạm ngưng ở đây vì chúng ta không đủ thời gian để làm tiếp cái player này. Ở clip sau chúng ta sẽ làm script cho player, và mình hy vọng là clip sau
cái nhân vật chúng ta có thể sẽ di chuyển được. Ở đây mình sẽ xóa, tạm thời xóa cái này đi để cho nó khỏi bị lỗi nhé. Và chúng ta play thử lần cuối check xem vấn đề gì không. Ok, các nhân vật chúng ta đều đã ổn. Rồi, khi play không có lỗi gì là ok. Rồi mình sẽ export cái này ra cho các bạn và hẹn các bạn ở trong clip tiếp tới nhé. Chúng ta sẽ xây dựng cho cái player. Ok, chào tạm biệt các bạn.